bạn, hôm nay thì mình đi sạch dưỡng lần hai. Thì xài mình hôm nay là xuống chân cá cũng khá rồi các bạn. Hiện tại hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2022. Thì sáng nay mình đi sạch dưỡng. Bây giờ quá mưa. Xài của mình đợt này thì nó chỗ bông cũng khá là tốt các bạn, ở khoảng trên 80%. Tại thì còn một số đợt cũng đang tiếp tục ra nữa các bạn. Thì thuốc xịt dưỡng thì mình xài chủ yếu cũng là thuốc sâu các bạn, thuốc sâu. Mình xài tiếp tục là thuốc sâu này, em tin 60 EC. Mình xài là tên super các bạn. Dòng nữa là mình xài Anvin da băng. Bây giờ tại vì mùa này mưa bão các bạn thì mình xài Achacon với Tisipa để nó chống cháy bông luôn các bạn, nhiễm khuẩn. Như Metin 60 này thì một phi như thế này nè, mình xài là khoảng là 50 EC. Đến spare thì mình xài là 25 rồi các bạn, cho phi. Còn anh viên này thì mình xài là 200 C cho một phi. Hai cho con thì mình xài chỉ hai cống thôi các bạn, hai cống nhỏ này thôi, hai cho con. Mình rất mong là cái vụ xài này là bà con mình cũng là đều được mua được giá các bạn, vì nguyên cái năm dịch Covid thì đều lỗ hết. Rất mong là cái vụ này chúng ta chiến thắng. Cuối tuần cũng chúc các bạn nhiều sức khỏe.
Nếu thấy kênh của mình hay thì nhớ đăng ký, share và ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào các bạn.